Viết không nhiều và chỉ tập trung với một niềm đam mê, đó là các chủ đề về lịch sử, bao gồm cả lịch sử văn hóa, phong tục và lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã xuất sắc nhận được Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2017 với các tác phẩm Tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly, Tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn, Tiểu thuyết Đội gạo lên chùa, Tiểu thuyết Miền hoang tưởng, Tiểu thuyết Chuyện ngõ nghèo. Có rất nhiều điều thú vị liên quan tới những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Khi cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua đời tròn 100 ngày, thì những bản thảo cuối cùng của ông được tìm thấy và được những biên tập của nhà xuất bản Phụ nữ tập hợp và biên tập với mong muốn tạo nên một món quà ý nghĩa gửi tới cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh và những độc giả yêu mến nhà văn. Một nhà văn ấy, đúng nghĩa của nó, phải là một nhà tư tưởng. Những cái tác phẩm nó phải có tính tư tưởng. Chứ tác phẩm nó chỉ đẹp đẹp không thôi thì nó chẳng là tác phẩm giải trí, không để lại cho đời được cái gì đâu. Điều quan trọng nhất ấy, nhà văn ấy phải xả thân vì sự nghiệp. Về nhà văn Nguyễn Xuân Khánh là như thế. Trước hết ông là một con người có tư cách, một nhà văn có nhân cách, và tác phẩm của ông là tác phẩm có hồn. Những tiểu thuyết lịch sử của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh chính là sự chiêm nghiệm, sự ghi chép tỉ mỉ, sự tổng hợp và phân tích sâu sắc cho thế hệ sau hiểu và yêu hơn lịch sử cũng như nét đẹp phong tục văn hóa truyền thống. Và đến tác phẩm Tiếng người trong văn, một lần nữa, cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã để lại viên ngọc quý trong làng văn Việt Nam với những câu chuyện, những phân tích, chia sẻ hết sức gần gũi, tình người về hành trình của mình đến với nghiệp văn. Từ những cái bài viết nhỏ, theo dạng bút ký, chân dung, viết về gia đình, về tuổi thơ của mình, về những cái người thân, rồi bạn bè văn chương. Và chúng tôi thu thập lại những bài đó, sắp xếp lại và cấu trúc lại thành một quyển sách mà tôi nghĩ là có thể xem là cái hồi ký về cuối đời của bác. Tiếng người trong văn không chỉ đẹp ở tấm lòng, đẹp ở câu từ, trau chuốt về con chữ, mà đó là chiêm nghiệm cả cuộc đời cống hiến chưa bao giờ ngừng nghỉ của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều độc giả đã chia sẻ khi đọc tác phẩm Tiếng người trong văn của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Họ đã vô cùng bất ngờ với những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm cho những thế hệ cầm bút sau này. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn luận về tác phẩm văn học này với khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Xin chào MC Huyền Phương và chào các bạn khán giả đang xem truyền hình. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, với cuốn sách Tiếng người trong văn thì chúng ta được biết đây là bản thảo cuối cùng của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh, và không ít lần thì nhà văn đã chần chừ không cho nhà xuất bản in tác phẩm này. Theo ông thì lý do vì sao, phải chăng đây cũng xuất phát từ tính cẩn trọng của nhà văn với văn chương ạ? Qua những lần trò chuyện với nhà văn khi sinh thời ông ấy, và như tôi có viết trong lời giới thiệu ấy, là chúng tôi có thúc giục thì ông vẫn cười và đôi lúc là bảo còn để tao viết đã. Thì những bản thảo trong này, những bài viết trong này là bản thảo, những bài viết của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh trong nhiều dịp khác nhau, dự một hội thảo, đọc một cuốn sách, rồi nhớ về bạn bè, những kỷ niệm trong đời mình lại viết. Và đúng là ông chưa có ý định là gom nó lại và làm nó hẳn hoi thành một cuốn sách để đi in. Vì có thể thứ nhất là ông thấy còn muốn viết thêm. Tiêu đề của cuốn sách Tiếng người trong văn vốn không phải là tiêu đề được cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đặt cho, mà đây là tên tác phẩm được nhà xuất bản Phụ nữ sau khi biên tập cuốn sách này lựa chọn. Cá nhân ông nghĩ sao về tiêu đề của cuốn sách ạ? Đây là một tiêu đề theo tôi là hay và nói đúng được văn chương chất người Nguyễn Xuân Khánh, cũng như nói được cái văn chương của cả một thế hệ ông, của Trần Dần, của Châu Diên, Phạm Toàn, của Dương Tường, tức là cái còn lại trong văn chương. Văn chương là tiếng chim gọi đàn, là tiếng con người nói với con người, để tâm tình, để trò chuyện, để nâng đỡ, truyền niềm tin và sự yêu thương. Và cái tiếng người trong văn này là nhà văn Nguyễn Xuân Khánh nhắc lại một cái, khi ông nhớ lại một cái truyện ngắn của nhà văn bạn mình là nhà văn Châu Diên, có viết về một người địa chất quanh năm suốt tháng ở trong rừng, chỉ làm bạn với cỏ cây, với lá, tiếng lá rơi, tiếng nước chảy, thèm nghe được tiếng người, tức là sống gần như biệt lập với xã hội loài người. Đấy. Và đến khi một lần anh ra suối, bỗng nhiên
nghe được hai người phụ nữ dân tộc nói chuyện với nhau thì mừng quá. Dù họ nói tiếng dân tộc mình không hiểu được, anh địa chất, kỹ sư địa chất không hiểu được, nhưng nghe được tiếng người là mừng rồi. Thì từ đó tự nhiên một hôm nhà văn Nguyễn Xuân Khánh nhớ lại cái chuyện ngắn này bạn mình, và từ đó ngộ ra một điều đúng, chính là cái tiếng người. Văn chương là tiếng gọi đàn, văn chương là tiếng gọi người. Cất lên, người ơi, người ơi. Cho nên đặt cái đầu đề này cho cuốn sách này là phải nói rất hợp. Đúng như rất nhiều nhà phê bình văn học có nhận định, khách quan và trung thực là hai điều quan trọng nhất ở trong văn chương. Và một điều rất đặc biệt với cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đó là ông luôn trân trọng cả những nhà văn luôn xảy ra mâu thuẫn với mình. Cá nhân ông thì đánh giá như thế nào về quan điểm của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ạ? Thật ra nói là không phải là ông mâu thuẫn với ông, mỗi nhà văn là một cá tính. Những nhà văn tài năng thì cá tính càng mạnh. Tôi nói thí dụ như là cái nhóm bạn bè thân ông này, ông Nguyễn Xuân Khánh chơi thân với nhà thơ dịch giả Dương Tường, với nhà giáo, nhà văn Phạm Toàn, với bút danh Châu Diên. Các ông gặp nhau, ông Tường với ông Toàn là sinh năm 1932, ông Khánh kém một tuổi, sinh năm 1933. Các ông chơi với nhau trong đời, trong văn, rất tương đắc, rất tâm tri, cùng hay chọc nhau. Giống như trong một bài viết ở đây, Nguyễn Xuân Khánh có lần hỏi ông Toàn là ông rất hay tếu, ông vui, ông nhìn cuộc đời vui lắm. Ông Toàn mới mất cách đây 2 năm. Thì có một lần là Nguyễn Xuân Khánh có viết là hỏi là mày thấy văn tao thế nào? Thì bảo nó bần bớt rồi, đừng đeo com lê cà vạt, văn cuộc đời mà cứ căng thẳng nghiêm trọng quá là nó cũng được gì, nên vui nên tếu. Thì đấy cũng là một cái cách góp ý cho nhau. Chứ còn cái cá tính khác nhau thì là dĩ nhiên rồi, con người bình thường đã cá tính khác nhau, nhưng mà trong văn chương phải càng có cá tính khác nhau thì càng tạo ra được cái dấu ấn riêng. Và qua cái những cái bài viết về bạn bè cùng thế hệ đấy, và vậy mở rộng ra là về đời sống văn chương ấy, chúng ta thấy họ để lại cho cái lớp sau, lớp viết sau cũng như cho người đọc biết được có một thời đời sống nó khổ cực như thế, khổ cực cả về vật chất và tinh thần, nhưng họ cũng không gục ngã, họ đã sống và họ vẫn tiếp tục văn chương với sứ mệnh là làm văn phải có được cái tiếng người trong văn để cho người đọc văn gặp lại con người. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm Tiếng Người Trong Văn là những trang viết đầy hiện thực, đầy trăn trở của một cây bút giàu kinh nghiệm, chất chứa nhiều nỗi niềm của cố nhà văn gạo cội Nguyễn Xuân Khánh. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm này thông qua những góc nhìn văn hóa đa chiều cùng hành trình của văn chương Việt Nam. Chúng ta đã biết đến một nhà văn Nguyễn Xuân Khánh với sự góp mặt vào văn đàn bằng những tiểu thuyết đồ sộ và những trang bản thảo cuối cùng của cuộc đời. Chúng ta nhận ra một Nguyễn Xuân Khánh đầy thăng trầm, dù cuộc đời đầy giông bão, nhưng ông vẫn chọn gắn bó với nghiệp viết mà chưa một lần từ bỏ, dù có nhiều cơ hội để đi theo những con đường khác cho sự nghiệp của mình. Đó là những cái bài học tình nghĩa, bài học tình người, bài học mà chúng ta tận hiến với nghề. Và cũng qua cuốn sách này thì chúng tôi cũng hiểu hơn cả một thời đại. Chúng tôi dùng một từ là rất là đặc biệt và ngặt nghèo đối với văn nghệ sĩ, nhưng mà các ông cũng đã vượt qua những cái thời khó khăn đó để có được những cái tác phẩm tỏa sáng và những cái tác phẩm thực sự có giá trị. Cả những điều công tâm mà cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh gửi gắm trong những bài viết cuối cùng của đời luôn để lại ấn tượng sâu sắc suốt hành trình biên tập cuốn sách, tác động tới thế hệ sau như biên tập viên đã được thực hiện Tiếng Người Trong Văn. Cá nhân tôi thì cảm thấy là rất là xúc động vì được đồng hành với cái quyển sách cuối cùng của bác Khánh, và đồng thời là qua đó khi mà đọc sách ấy, thì không chỉ đơn giản là bác kể lại cái câu chuyện về cuộc đời của bác, về bạn bè bác, mà qua đấy thì bạn đọc khi mà đọc ấy, hơn 300 trang sách sẽ thấy lại được cả một cái không khí văn nghệ ngày xưa, cả một cái thời đó và cả một cái thế hệ người ta đã sống và viết như thế nào. Mà cái thế hệ đó tôi cho là cái thế hệ vàng của văn học Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh ở ngoài đời là một hiền nhân, theo nghĩa là người rất là hồn hậu, vô tư, rất thoải mái với mọi người, với đồng nghiệp. Còn trong văn chương ông cũng là một hiền nhân nữa, theo nghĩa là người cực giỏi. Người ta có thể nhìn vào cái lịch trình sáng tác, cái đời văn của Nguyễn Xuân Khánh mà chia danh ra từng cái giai đoạn khác nhau. Và ở mỗi giai đoạn, ông ấy đều để lại những tác phẩm mà nó mang tính chất độc đáo, đặc sắc, đóng đinh vào một cái gì đấy mà những người khác không biết được.
Cuộc đời của nhà văn với nhiều vết cắt xảy ra khi ông chỉ là đứa trẻ lên 6 tuổi, với nhiều quyết tâm cho sự nghiệp cầm bút và công hiến sau này. Tiếng người trong văn cũng đã nhắc tới cuộc đời của các nhà văn, đó là Trần Dần, Lê Bầu, Nguyễn Dậu, Phạm Toàn, Dương Tường, Bùi Ngọc Tấn. Mỗi người đều có những vết cắt số phận của mình. Hành trình đó cho thế hệ sau thêm hiểu sâu sắc những đóng góp của bao con người thầm lặng, cống hiến cho nền văn học Việt Nam với sự trong sáng, công tâm, sáng ngời nhân cách. Cho dù có khó khăn, gian lao, nhưng chưa bao giờ họ từ bỏ quyết tâm của mình. Từng câu chuyện như vết cắt, tiếng người giúp chúng ta như gặp lại sự cặm cụi, chuyên cần của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh với một đời cống hiến, hy sinh thầm lặng với nghiệp viết của mình. Một điều dễ nhận thấy đó là trong tất cả các tác phẩm của mình thì cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh luôn chú trọng đến bề dày cũng như là nét đẹp văn hóa, phong tục. Vậy thì trong tác phẩm Tiếng Người Trong Văn thì chúng ta có thể nhận thấy những nét đẹp ấy như thế nào ạ? Cái đó, trước hết đọc vào tác phẩm thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều mà MC Huyền Phương vừa nói. Tức là nhà văn Xuân Khánh rất quý trọng nâng niu cái đẹp của con người, cái đẹp trong văn hóa dân tộc. Rất muốn đi vào chiều sâu để lý giải cái tâm thức, cái căn tính của người Việt. Cho nên gọi ông là nhà văn, rồi đồng thời là nhà văn hóa là vì vậy. Đọc Mậu Thường Ngàn, đọc Đồi Gạo Lên Chùa là một cách cắt nghĩa của ông đấy, về sức sống của người Việt, của dân tộc Việt đấy. Nhân vật nữ trong ông rất đẹp. Nhân vật nữ trong các cái tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh, họ đẹp, đẹp đây là đẹp về mặt tâm hồn, đẹp về mặt tinh thần. Như là người nữ trong mắt Nguyễn Xuân Khánh, như là người gìn giữ vật và truyền tải những giá trị căn cốt của dân tộc. Một điều nữa nói đẹp của văn chương Nguyễn Xuân Khánh là ông có một lối viết đẹp, một cái lời văn, ngôn ngữ của ông đọc nó cũng hấp dẫn, nó cuốn hút. Để những cái cuốn tiểu thuyết dày như thế, 700-800 trang như thế mà bản thảo còn hơn 1000 trang, mà ông này đặc biệt là viết tay nhá. Thời vi tính ông cũng không viết vi tính. Thế thì ông không chạy theo những kỹ thuật tân kỳ, những kỹ thuật hiện đại, không viết một cách cầu kỳ, rối rắm. Ông viết một cách chân phương, nhưng vẫn có cái độ sâu của trang viết. Thì đó là cái tạo nên cái chất văn. Theo nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên thì thông điệp lớn nhất mà cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh muốn gửi tới các độc giả thông qua tác phẩm này là gì? Đặc biệt là dành cho những thế hệ văn chương sau này ạ? Nói thông điệp thì hơi to tát. Khi Nguyễn Xuân Khánh viết những bài như thế này, trong cuốn sách này, như tôi nói, có những phần như tự truyện, ông kể về cuộc đời mình. Có những bài viết về chân dung bạn bè. Có những bài ông đọc sách, ví dụ đọc sách của nhà tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triều Luật. Đọc sách của nhà văn Vũ Bằng. Tức là nó có nhiều cái dạng bài, nhưng tập hợp lại qua cuốn này. Thì nó toát lên một cái mà nếu gọi là, bạn gọi là thông điệp gửi lại ấy. Con người ơi, bạn đọc ơi. Đấy. Đây là tôi diễn đạt lên đấy cho nó cái nào. Thật là hãy sống đẹp với nhau, hãy sống tốt với nhau, sống tốt, sống đẹp với nhau trong đời và trong văn chương. Đấy, trong đời văn chương. Và văn chương nó vẫn có thể là một chỗ dựa cho con người những lúc khốn khó, đấy, những lúc ngã lòng. Và viết văn phải làm sao cho câu văn, trang văn, tác phẩm văn nó vọng lên được tiếng nói con người, chứ không phải là rơi vào khoảng hư vô. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay. Cảm ơn MC Huyền Phương và cảm ơn các bạn khán giả đang xem truyền hình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta luôn biết ơn và trân trọng những nhà văn có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết với cây bút của mình, để dù các sáng tác không nhiều nhưng luôn chất lọc và nổi bật. Chúng tôi hy vọng rằng tác phẩm Tiếng Người Trong Văn, tác phẩm cuối cùng của cố nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã mang theo nhiều lớp lang và màu sắc văn hóa lịch sử nhưng vẫn gợi lên bao mặt văn chương đầy đủ, đóng góp cho nền văn chương Việt Nam thêm một tác phẩm hay và ý nghĩa. Chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay tới đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.